đó, bắt đầu khui chai nước mắm đó. Để bước 1 là khui nước mắm bỏ trong cái gì đó, cái chén này phải không? Đó, quá tươi luôn. Rồi sao? Rồi sao? Chú giờ chế vô rồi. Đó đó, cái chén bên kia ngoài. Ê, chén bên kia chén nó chén muối ừ. Trời ơi trời, để vô bên kia bỏ luôn à. Ờ hết luôn đây, cho nước ra hết luôn đây. Đó, bé Linh đã rót cho nó hết đi. Xong bắt đầu mới bỏ con này nó chua vào bánh, tắm nước mắm. Tắm luôn. Rồi em sợ lắm, rồi em lấy cái tay em bắp từ con bỏ ra coi. Thì em rất sợ lắm. Thử hả? À, làm xe chén nước chấm rồi đó. Cho muối cục. Muối cục gì? Tầm ớt á, gì? Ăn gà nữa. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Gà phải ăn đó chứ. À, muối muối cục cũng bồ muối cục chấm gà mới ok. Đấy, ở chùa chứ ăn gì ta cũng biết. Nó mập, em nó quá mập luôn. Bữa nay mình chơi cái món gì tải anh ba với anh Tèo, món đun dừa. Còn này là đun dừa tắm mắm, tắm với nước mắm. Mắm này mắm hạnh phúc, ăn vô là chỉ biết hạnh phúc thôi. Mập quá trời. Bạn của bạn Tiến. Nó lên Sài Gòn nó mập nó nóng nè, chuyện nó nóng cơ. Nấu gì trò quá ha. Nấu cái gì chân là đâu anh tắm. Có gì tại có gì. Có gì ăn. Chân rồi đó. Ba lâu lắc quá đó, bây giờ tới cái công đoạn thứ hai là bỏ nó cho qua bên hồ nước mắm. Mấy em này mập quá trời mập luôn, cho mình vô đây rồi này lội đi. Ôi, con này nó đặc biệt nó uống nước mắm nên mình được ha. Đâu có đâu, mình cho nước mắm cho nó khỏi nêm nếm mặn, khỏi nêm nếm anh em xe đạp xa xa lại đợi tôi dẫn ở đây đãi món này ăn khoái. Nói chứ có đi đâu có đi lên Sài Gòn đem món này theo được. Bây giờ mỗi người ăn 5-6 con. Dẫn được mấy món kia cái lại cái mình đi mua mấy này đem theo nè. Đây nó có bán lẻ này. Có, bán mình muốn mua mấy con mua à. Tới cho anh ta. Nó còn tua đồng hồ để nó tua đồng hồ không rồi. Chết luôn rồi, chết luôn rồi, đi luôn. Cái này ai tua đồng hồ không biết mà nó dốc tui, lấy xe đạp tua xe à. Osama đồng hồ Osama đó mà đó có nhỏ chạy kêu nó thấy nè đồng hồ à. Đúng rồi có nhỏ chạy mình vừa đi là vừa xà vô luôn á. Đúng rồi, đồng hồ Trung Quốc mà đủ cái đó chắc của hàng nào đó.